Để sở hữu những chiếc ba lô cực kỳ dễ thương này thì các bạn đừng quên tham gia chương trình Ai Thông Minh Hơn Hippo. Nào, chúng ta cùng đến với thử thách ngày hôm nay. Một vật không thể thiếu trong mỗi lớp học là cái gì vậy ta? Hãy cùng lắng nghe câu hỏi thôi nào. Sinh ra vốn dĩ đen sì, có mặt không mũi, phẳng lì trước sau. Dù cho xiên xóa năng lâu, đánh bao nhiêu phấn, đen thì vẫn đen. Các bạn hãy trả lời đáp án bằng một trong các cách sau. 1. Gọi tới tổng đài 1900 636 700. 2. Đăng nhập youtube.com/mykingdom. 3. Truy cập fanpage facebook.com/liverhippo. Mỗi ngày, 500 bạn trả lời câu hỏi đúng và nhanh nhất sẽ được 1 điểm thưởng. Cuối chương trình, 500 bạn có điểm tích lũy cao nhất sẽ được sở hữu 500 chiếc ba lô Clever Hippo cực kỳ dễ thương. Hàng ngày, 15 bạn may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ được tặng ngay những chiếc đồng hồ rất xinh xắn.